xin chào anh chị và các bạn thân mến à, tôi hiểu rằng à, khi mà đầu tư vào một cái sản phẩm tài chính nào đó thì à, anh chị à, sẽ rất quan tâm đến việc à, thu được à, gốc và lãi à, của mình khi mà đầu tư đúng không ạ à, đối với trái phiếu thì đó chính là một trong những cái sản phẩm tài chính à, đặc biệt quan trọng mà à, mong muốn đảm bảo gốc lãi thu hồi của nhà đầu tư à, trong cái video này thì à, tôi sẽ chia sẻ à, về À, những cái biện pháp bảo đảm về gốc lãi à, cho nhà đầu tư đó chính là các cái tài sản à, đảm bảo để đảm bảo cho cái việc là thu hồi à, gốc lãi khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có rất nhiều các loại tài sản đảm bảo và cách thức sẽ lựa chọn các loại tài sản đảm bảo đó như thế nào trái phiếu à, được đảm bảo bằng những cái tài sản nào là à, tốt nhất để mà chúng ta lựa chọn để chúng ta đầu tư đúng không ạ có lẽ Uh, video này sẽ giúp anh chị giải quyết được những cái vấn đề đó. Nào, xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi cái video, cái slide chi tiết mà tôi chia sẻ về cái bài học này. Xin mời các anh chị và các bạn ạ. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. À. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên kênh YouTube Tiền của tôi Official tôi rất là vui khi được chia sẻ những cái trải nghiệm của mình với các anh chị khi thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại việt nam à, nội dung bài học ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị các cái phần như sau thứ nhất đó chính là tài sản đảm bảo là gì đúng không ạ chúng ta cần phải hiểu rõ được cái tài sản đảm bảo của trái phiếu như thế nào thứ hai đó chính là các loại tài sản đảm bảo của trái phiếu doanh nghiệp là gì Thứ ba là gì? Cách lựa chọn các cái loại tài sản đảm bảo trước khi thực hiện đầu tư. Đây là ba cái nội dung trọng tâm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị để các anh chị hiểu rõ được trước khi à, lựa chọn một cái trái phiếu có tài sản đảm bảo khi đầu tư. À, đối tượng để xem cái video này là ai? Hãy xem kỹ để mà anh chị có thể hiểu rõ được mình có phù hợp hay không bởi vì là thực sự là tôi cũng không muốn anh chị mất thời gian để xem cái video này đâu ạ thứ nhất đó chính là các nhà đầu tư đang tìm hiểu về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thứ hai đó chính là các nhà đầu tư đang đầu tư nhưng chưa có nhiều kiến thức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp rất là dễ à, được hiểu ở đây là các nhà đầu tư chưa đầu tư gì cả đó nhưng đang có nhu cầu đó vậy thì ở tài sản đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp là gì? Chúng ta hãy đi vào một cái khái niệm rất là cơ bản Tài sản đảm bảo của trái phiếu Là bất cứ thứ gì có giá trị Được sử dụng Để đảm bảo thanh toán gốc lãi Cho trái phiếu doanh nghiệp Bất cứ thứ gì có giá trị Để đảm bảo thanh toán gốc lãi cho doanh nghiệp Các bạn hãy nhớ như vậy Nó rất là đơn giản đấy thôi ạ Đó Thế thì các cái đặc điểm của cái tài sản đảm bảo đó chính là nó thuộc sở hữu của tổ chức phát hành chính là doanh nghiệp đó thứ hai là nó có giá trị được đo đếm bằng tiền và sẵn sàng quy đổi thành tiền thứ ba là gì được chấp nhận bởi người sở hữu trái phiếu hay người mua trái phiếu hay chính là các nhà đầu tư đó chứ ạ vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu được các cái lợi ích khi trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo là gì? Thứ nhất là gia tăng cái nghĩa vụ trả tiền gốc lãi của doanh nghiệp, đúng không ạ? Khi có tài sản đảm bảo thì chắc chắn doanh nghiệp là uh, sẽ có uh, uh, nghĩa vụ ừ, chắc chắn hơn khi mà thanh toán uh, gốc lãi cho nhà tư. Thứ hai là, là khi mà rủi ro xảy ra, nếu mà doanh nghiệp không trả được nợ thì sẽ dùng cái số tiền đó dùng cái tài sản đảm bảo đó để mà thực hiện uh, phát mại bán để thu hồi gốc lãi cái trái phiếu có hạn và trả cho nhà đầu tư bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại tài sản đảm bảo nhé uh, các loại tài sản đảm bảo của trái phiếu doanh nghiệp là gì uh, anh chị sẽ phân vân đúng không ạ mình nói bất cứ thứ gì thì nó cũng khá là là là, là uh, mơ hồ đúng không nó khá là chung chung vậy thì chúng ta sẽ phải nói rõ là bất cứ thứ gì đây giờ Thứ nhất đó chính là bất động sản Thứ hai đó chính là cổ phiếu Thứ ba đó chính là các phương tiện vận tải Ví dụ như ô tô, máy móc, thiết bị, tàu biển, vân vân máy bay đó, Rất nhiều đúng không ạ Thứ tư đó chính là sổ tiết kiệm ngân hàng Thứ năm đó chính là vàng bạc hay các kim loại ký Thứ sáu là gì quyền tài sản Ví dụ như các cái quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán Quyền tài sản phát sinh từ dự án Thứ bảy là các cái loại tài sản đảm bảo có giá trị khác vân vân nói chung là à, cũng còn khá nhiều nhưng mà tôi à, mô tả bảy cái loại tài sản đảm bảo chính này để các anh chị có thể dễ hình dung nhất à, khi mà à, các anh chị có thể à, biết để đầu tư tìm hiểu về trái phiếu doanh nghiệp à, vậy thì cái um, tính hai mặt của trái phiếu có tài sản đảm bảo là gì à, không phải trái phiếu cứ có tài sản đảm bảo là tốt nhất đâu không phải không phải như vậy bởi vì sao đấy tôi đưa ra một vài cái lý do để các anh chị có thể À, hiểu rõ hơn. Thứ nhất, về mặt ưu điểm thì nó đảm bảo thu hồi à, vốn cho nhà đầu tư. Nhưng về mặt nhược điểm là hiệu quả đầu tư chưa chắc đã cao. Thứ nhất là vì lãi suất thấp. Thứ hai là hiệu quả thấp nếu xử lý tài sản đảm bảo lâu. Bởi Vì sao? Bởi vì là à, các anh chị có thể là biết được rằng là nếu mà trái phiếu có tài sản đảm bảo thường lãi suất thấp hơn đấy. Bởi vì là là cái rủi ro mình thấp hơn mà lợi nhuận cao thì rủi ro cao, uh, lợi nhuận thấp thì rủi ro thấp, đúng không ạ? Uh, còn trong trường hợp mà khi xảy ra rủi ro thì uh, chúng ta xử lý tài sản đảm bảo mà lâu thì uh, thu hồi vốn lâu thôi, đúng không ạ? Như vậy thì cái hiệu quả sử dụng vốn của chúng ta cũng càng lâu. Sau đây thì tôi sẽ lấy cái ví dụ so sánh về hai loại trái phiếu uh, tín chấp và có tài sản đảm bảo để anh chị có thể dễ dàng hình dung. Uh, thứ nhất là trái phiếu Vingroup là trái phiếu tín chấp uh, và trái phiếu vinametric SGP là trái phiếu có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo đây là công ty uh, cổ phần Liberty uh, quê hương và công ty cổ phần Bông Sen. Đây các anh chị có thể nhìn rõ đây này, đây là các cái thông báo trái phiếu này. rõ này, trái phiếu không có tài sản đảm bảo này và trái phiếu có tài sản đảm bảo đây. Đấy, tôi có nốt đỏ để các anh chị có thể xem. Thế thì uh, uh, hai cái loại trái phiếu này thì theo các anh chị là uh, trái phiếu nào sẽ tốt hơn đúng không ạ? cái này thì nó sẽ theo quan điểm ờ, thứ nhất là trái phiếu Vingroup thì anh chị sẽ uh, có cái lãi suất là thấp hơn nếu anh chị muốn rủi ro cao hơn thì anh chị sẽ vào cái trái phiếu Vinametric đúng không ạ có tài sản đảm bảo nhưng lãi suất lại uh, cao hơn đó uh, tuy nhiên thì tính thanh khoản thì Vingroup lại tốt hơn còn Vinametric thì, uh, thì 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 lại uh, thấp hơn đó thực ra là Vingroup là một trong những cái tập đoàn mà lớn nhất ở Việt Nam rồi à, cái uy tín của họ có thể tín chấp được để mà à, phát hành trái phiếu còn đối với Vinametric thì nhỏ chính vì vậy mà uy tín nó, nó thấp hơn để mà 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 à, tạo ra cái tính thanh khoản cao hơn thì nó nó sẽ sẽ không bằng Vingroup được đó à, như vậy thì các anh chị đây là một cái ví dụ điển hình à tôi sẽ chọn trái phiếu nào cái này thì do uh, cái khẩu vị của mình thôi uh, nếu mà đơn giản nhất thì mình muốn linh hoạt ấy, mình muốn mua đi bán lại và một cái mức lãi suất mình chấp nhận được thì mình mua VinGroup còn nếu mà trong trường hợp mà mình muốn giữ đến đáo hạn thì mình uh, mua Vinamilk uh, để mình đầu tư cái bản chất là cả hai cái trái phiếu này thì đều được thẩm định đánh giá là đủ khả năng trả nợ rồi có cái là mình muốn là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn thôi đó <laughs> vậy thì cách lựa chọn tài sản đảm bảo trái phiếu là gì đúng không ạ có lẽ thì chúng ta cần phải có một cái cách thức để mà lựa chọn làm sao để mà hiệu quả nhất cho chúng mình đúng không ạ thứ nhất là chúng ta sẽ lựa chọn sổ tiết kiệm hoặc là hợp đồng tiền gửi đây là cái tài sản đảm bảo mà tôi nghĩ rằng là thanh khoản nhất đúng không ạ thứ hai tài sản đảm bảo là bất động sản đó thì trong bất động sản ấy sẽ được chia làm hai loại nhé thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thứ hai là có thể là quyền tài sản đối với các hợp đồng mua bán hay các dự án bất động sản đấy, đấy nhiều anh chị cũng có các hợp đồng mua bán đấy, đó cái loại tài sản đảm bảo thứ ba ưu tiên ba là cổ phiếu độc lập với doanh nghiệp, thế thì um, có lẽ là uh, rất nhiều các cái uh, cái cái doanh nghiệp mà khi phát hành ấy, đấy thường là công ty con phát hành thì lại thế chấp bằng cổ phần của công ty mẹ, thì tôi nói ở đây cổ phiếu độc lập với doanh nghiệp là À, công ty con nhưng mà lại không dùng cổ phiếu của à, công ty mẹ đúng không ạ thứ ba đó là cổ phiếu độc lập với doanh nghiệp tức là cổ phiếu doanh nghiệp không liên quan đến tổ chức phát hành đấy hoặc là cổ phiếu công ty mẹ của tổ chức phát hành đó, cái ưu tiên thứ tư đó chính là phương tiện vận tải ví dụ như ô tô tàu máy bay vân vân đó thì bốn cái loại tài sản đảm bảo này theo thứ tự ưu tiên đó thì đây là những cái, cái quan điểm mà tôi đánh giá rằng À, nó sẽ tạo cho mình cái uh, mức độ ưu tiên uh, khi mà mình lựa chọn uh, cái tài sản đảm bảo cho trái phiếu uh, sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị để xem các cái tài sản đảm bảo trong các cái bản cáo bạch nhé uh, về trái phiếu thì uh, cái nền tảng mà tôi sẽ hướng dẫn đó chính là nền tảng uh, TC Invest của công ty chứng khoán Techcom Security thì anh chị có thể dễ dàng mà theo dõi được ở trên cái bản cáo bạch đó thực ra thì cái thông tin này bất kỳ cái thông báo trái phiếu nào thì các anh chị có thể xem được thôi nó cũng khá là dễ chứ nó cũng không quá là phức tạp lắm đâu bạn sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về cái trái phiếu SGP của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinamagic để xem được cái tài sản đảm bảo của cái trái phiếu này thì chúng ta cần phải xem ở trong cái thông tin chi tiết về trái phiếu và bản cáo bạch của trái phiếu thì chúng ta mới nhìn rõ được cái trái phiếu đó tài sản đảm bảo như thế nào. Đây anh chị có thể xem này, anh chị có thể thấy là tài sản đảm bảo đây đúng không? ạ là có nhưng mà tài sản đảm bảo là cái gì? ở đây tài sản đảm bảo là cái gì? thì vậy thì chúng ta phải vào phần phần công bố thông tin đó thì sau khi mình xem phần công bố thông tin thì anh chị có thể thấy thế này đây bản công bố thông tin về trái phiếu nhé thông tin về trái phiếu này bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái mục tài sản đảm bảo đấy tài sản đảm bảo đây là gì nhỉ? đây cam kết về đảm bảo đây trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi các tài sản bảo đảm sau cổ phần phổ thông tương đương khoảng 85,14% vốn điều lệ thuộc sở hữu của các cổ đông, công ty cổ phần quê hương liberty, một công ty được thành lập và tồn tại theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số. vân vân, đúng không ạ? Các cổ phần phổ thông tương đương khoảng 19% vốn điều lệ thuộc sở hữu của các cổ đông công ty cổ phần bông sen, một công ty được thành lập và tồn tại theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số. chấm chấm đúng không ạ? Các tài sản quyền tài sản bổ sung, thay thế khác nếu cần thiết thuộc sở hữu của tổ chức phát hành. Như vậy là cái tài sản đảm bảo đây là cổ phần của các cái công ty này độc lập với tổ chức phát hành và các cái tài sản đảm bảo này thì sẽ được uh, ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam nhận tài sản đảm bảo. Đó, nó rất là rõ ràng, minh bạch đúng không ạ? Để các anh chị có thể thực hiện đầu tư về các cái thông tin trái phiếu khác cũng sẽ tương tự như thế thì anh chị có thể nhìn rõ được cái tài sản đảm bảo ở đây và tổ chức nào đứng ra để nhận tài sản đảm bảo uh, thực hiện um, nghĩa vụ khi mà uh, tổ chức phát hành uh, không trả nợ gốc và lãi được cho nhà đầu tư thì xử lý tài sản đảm bảo uh, như thế nào và do uh, đơn vị nào thực hiện xử lý đúng không ạ như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị và các bạn về uh, các loại tài sản đảm bảo trái phiếu cách thức lựa chọn tài sản đảm bảo trái phiếu và minh họa cho các anh chị rất là rõ về cái thông báo uh, của trái phiếu trong đó có tài sản đảm bảo cụ thể nó như thế nào đúng không ạ xin cảm ơn các anh chị đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh youtube tiền của tôi official uh, xin hẹn gặp lại các anh chị uh, tại các cái uh, video sau và có rất nhiều các video về trái phiếu anh chị có thể xem trên kênh youtube tiền của tôi là e official cảm ơn các anh chị và xin hẹn gặp lại các anh chị